Hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2020, thứ năm tuần thứ tư mùa thường niên. Năm chẳng, trích sách xuống hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng mô Sê rằng, Ngươi hãy đi xuống, dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta để chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lại nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng, Hỡi Israel, này là thiên chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Mô-sê: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ, ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng, rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Mô-sê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất ai cập xin chúa đừng để cho người ai cập nói rằng người đã khéo dẫn họ đến đây để giết họ trên núi và hủy diệt họ khỏi mặt đất xin chúa ngu cơn giận và tỏ lòng khoan dung đối với tội lỗi dân chúa xin chúa nhớ đến abraham isaac và israel tôi tới chúa vì chính chúa đã thề hứa rằng ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi chúa đã nguôi cơn giận không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người đó là lời chúa ta ơn chúa lạy chúa xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân ngài họ đã đúc con bò tại Horeb và lễ bái thần tượng đã đúc bằng vàng. Họ đem vinh quang của mình đánh đổi lấy hình tượng con bò ăn co. Lạy Chúa xin nhớ chúng con khi gia ăn huệ cho dân Ngài. Họ đã quên Thiên Chúa là đấng cứu độ mình, đấng đã làm những điều trọng đại bên Ai Cập, đấng đã làm những điều kỳ diệu trên lãnh thổ họ Cam và những điều kinh ngạc nơi biển đỏ. Lạy Chúa xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài. Chúa đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt họ cho rồi. Nếu như mô -xê là người Chúa chọn, không đứng ra cầu khẩn với Ngài, để Ngài nguôi dân và đừng tiêu diệt họ. Lạy Chúa xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài. Chúa phan ta không muốn kề gian ác phải chết nhưng muốn nó no ăn năn sám hôi và được xong. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng: Nếu chính ta làm chứng về mình thì chứng của ta sẽ không xác thực. Có một đấng khác làm chứng về ta và ta biết chứng người làm về ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần ta ta không cần chứng của loài người, nhưng ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng, các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian, nhưng ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan, vì công việc Chúa Cha đã giao cho ta hoàn thành là chính công việc ta đang làm. Các việc đó làm chứng về ta rằng Chúa Cha đã sai ta và Chúa Cha đấng đã sai ta chính người cũng làm chứng về ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt người và lời người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được. Vì các ngươi không tin đấng người đã sai đến, các ngươi tra cứu sách thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời. Chính sách thánh lại làm chứng về ta vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với ta để được sống ta không tìm vinh quang nơi loài người nhưng ta biết các ngươi không có lòng yêu mến thiên chúa ta đến nhân danh chúa cha nhưng các ngươi không chịu đón nhận nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến các ngươi sẽ đón nhận nó các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một thiên chúa thì làm sao các ngươi có thể tin được các ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là mô tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin mô thì có lẽ các ngươi cũng đã tin ta. Bởi vì chính mô đã viết về ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều mô đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời ta được? Đó là lời chúa lạy chúa kitô ngợi khen chúa việc làm là lời chứng chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng chúa cha đã sai tôi do chương 5 câu 36 suy niệm có những người hồi giáo thuộc lòng kinh cô răng có những anh em tin lành thuộc cả số câu số đoạn trong kinh thánh những người do thái cũng thuộc thánh kinh không kém Họ còn thể hiện ra bên ngoài bằng cách đeo những câu kinh thánh trên trán, trên tay áo. Nếu chỉ có thế thôi thì chưa đủ để gọi là biết kinh thánh, mà chưa biết kinh thánh là chưa biết Đức Kitô. Theo thánh Sironimo để biết và tin vào Ngài, Đức Kitô chỉ cho chúng ta một cách, đó là nhìn vào những công việc mà Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Câu 36, đó là làm cho Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Luca chương 7 câu 22 Và lời chứng cao nhất, thuyết phục nhất là việc Ngài uống cạn, chén đắng, thập giá để văn theo ý Chúa Cha. Luca chương 22 câu 42 Mời bạn, việc Chúa làm minh chứng Ngài là đấng Chúa Cha sai đến. Cũng thế, để làm chứng minh thuộc về Đức Kitô Tô, chúng ta hãy làm công việc của Ngài. Chúng ta tự hào là thuộc về giáo hội Chúa Kitô đang nắm giữ kho tàng mặc khải, nhưng coi chừng chúng ta lại không biết Đức Kitô chỉ vì đã không sống theo lời Chúa, không làm công việc Ngài giao phó. Chia sẻ làm những việc Thiên Chúa muốn là làm những việc gì? Gioan chương 6 câu 8. Sống lời Chúa là một việc hy sinh để tỏ lòng khao khát hiệp thông với Đức Kitô trong cuộc khổ nạn của Ngài. Cầu nguyện Lạy Chúa xin dạy con biết sẵn sàng tìm biết ý Chúa. Và một khi biết được ý Chúa rồi, xin ban rất cho con thực hiện theo cách Chúa muốn. Trích 5 phút xin niệm lời Chúa hàng ngày. Mùa nghĩa Đời chiến quốc, phùng huyên, làm thực khách cho mạnh thường quân là tướng quốc nước tề. Một hôm, Mạnh Thường Quân nhờ Phùng Huyên qua đất tiết để thu các mối nợ. Trước khi ra đi, Phùng Huyên hỏi, thu xong nợ rồi có cần mua thêm vật gì không? Mạnh Thường Quân bảo, xem trong nhà còn thiếu vật gì thì cứ mua về. Phùng Huyên đến đất tiết cho người mời tất cả những con nợ của chủ đến đông đủ rồi truyền rằng, Mạnh Thường Quân ra lệnh xóa bỏ tất cả số nợ và để cho mọi người tin tưởng. Phùng Huyên đem đốt hết những văn khế những người thiếu nợ và toàn dân đất tiếc rất vui mừng tung hô vạn tuế khi họ phùng trở về mạnh tướng quân lấy làm lạ cho là đòi nợ gì mau chóng thế mới hỏi thu nợ xong chưa và được trả lời là thu xong cả rồi đến khi được hỏi về việc mua đồ vật mang về phùng huyên thưa khi đi tướng quân dặn bảo mua những vật gì trong nhà còn thiếu tôi trộm nghĩ trong cung tướng công chất chứa những vật đồ trân bảo ngoài chuồng nuôi đầy chó ngựa vậy vật tướng công còn thiếu là điều nghĩa nên tôi trộm lệnh mua điều nghĩa đem về mạnh thường quân ngạc nhiên hỏi mua điều nghĩa là thế nào họ phùng đáp tôi trộm lệnh tha cho tất cả các con nợ nhân đó thiêu hủy các văn khế được dân vui mừng tung hô ấy là về tướng công mua được điều nghĩa vậy một năm sau, vô Tề không dùng Mạnh làm tướng quốc nữa Nên ông phải lui về đất tiết ở Bây giờ bá tánh đất tiết Trai gái bé già tranh nhau ra đống rước giữa đường Hoàng hô nhiệt liệt Khi ấy mạnh thường quân quay lại phòng huyên mà bảo Tiên sinh vì tôi mà mua điều nghĩa Ngày nay tôi mới trông thấy Hãy dùng tiền của dân dối mà mua lấy bạn hữu Để khi mất hết tiền bạc Thì họ sẽ đón tiếp các con về chốn ăn nghỉ đời đời lời khuyên trên của Chúa Giêsu có giá trị hơn việc mua điều nghĩa do ông Phùng Huyên bày ra để dân chúng đất tiếc hoan hô đón rước mạnh thường quân khi ông bị thất thế. Bởi lẽ lời khuyên của Chúa Giêsu đề cập về thời gian tối hậu của cuộc sống đầu sau khi con người phải nhắm mắt xuôi tay như khi đã đến trần gian trần truồng từ giả mẹ mang tiếng khóc ban đầu mà ra thì lúc chết con người phải từ giả cuộc sống ra đi với đôi bàn tay trắng ở đoạn 25 của phúc âm Thánh Mát Theo, Chúa Giêsu nêu rõ lúc đó những bạn hữu sẽ đón tiếp chúng ta vào cuộc sống trường sinh là những ai? Đó là những người đối khác mà chúng ta đã cho ăn uống, những kẻ rách rưới mà chúng ta đã cho quần áo che thân, những người đau ốm mà chúng ta đã đến viếng thăm giúp đỡ, những kẻ bị giam cầm mà chúng ta đã can đảm đến ủy lạ ủy an, những người xa cơ lỡ bước mà chúng ta đã cho tạm trú, bài trích sách lại xong.